Tiếp theo trong phần bài trước, chúng ta đã đi vào một số con đường chuyển hóa khác. Trong đó chúng ta đã đi qua con đường chuyển hóa từ fructo. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục đi qua con đường chuyển hóa galacto. Galacto hay còn gọi là đường sữa. À, đường sữa bởi vì nó bị nhầm lẫn với lại cái đường lacto. Lacto mới là disaccharide, còn galacto là monosaccharide. Cả ba chất glyco, fructo và galacto đều là độc thân với nhau nha các em. Thì galacto là có từ sự hủy phân của lacto, mà lacto là một cái disaccharide có nhiều trong sữa và các chế phẩm của sữa. Hãy nhắc mạnh với các em ha, có những chất nó làm từ sữa, nhưng mà có thể ban đầu sữa thì giàu lại cái dạng lỏng, nhưng mà đến cái chế phẩm của nó thì sẽ tồn tại cái dạng đặc, ví dụ như bơ, phô mai, dâu vân vân. Dâu thì tồn tại dạng lỏng nha, chẳng qua bỏ vào trong đá thì nó tồn tại cái dạng đặc nha. Rồi đó là từ lacto. Rồi một đặc điểm nữa của lacto đó là sự nhập cái lacto tức sự hấp thu và chuyển hóa bên trong tế bào, nó không có bị ảnh hưởng bởi hormone đẩy insulin nhé. Enzyme chúng ta thì phản ứng chuyển đổi từ lacto thành lacto một phân hóa lại enzyme galactosina. Đây là cái sơ đồ chuyển hóa chúng ta đi từ sản phẩm của chúng ta là thủy phân, nhờ vào enzyme lactase có trên bờ ruột sẽ thủy phân lacto thành hai phân tử, đó là glyco và galacto. Sau đó galacto được hấp thu và chuyển hóa. Thì theo con đường chuyển hóa bình thường, galacto nhờ enzyme galactosina lấy một phân hóa của cái phân tử adenosine triphosphate và gắn vào trong cái chỉ số số 1 tạo thành phân tử galacto 1 phosphate, và sau đó nó được một cái enzyme có tên gọi khá dài galacto 1 phosphate uridine chan ra xúc tác tạo thành cái phân tử glyco 1 phosphate. Và cái con đường chuyển hóa tiếp theo của glyco 1 phosphate nó giống với con đường chuyển hóa của cái chỗ này, không khó nhé, chỗ này thành này phải là chỗ mà cái con đường chuyển hóa cái sodium phosphate nhé. Đây là cái glycogen, cái con đường chuyển hóa của glycogen nhé. Rồi thì từ galacto, từ glyco 1 phosphate, sau đó nó sẽ nhờ một enzyme đồng phân chuyển từ vị trí carbon số 1 sang vị trí carbon số 6 tạo ra glyco 6 phosphate, và các phản ứng điện năng tiếp nhiên phần của chúng ta học phía trên. Đó là cái con đường chuyển hóa thông thường của galacto. Một lần nữa chúng ta cũng thấy rằng những cái chất khác nhau trong cơ thể, mặc dù nó có những cái con đường chuyển hóa khác nhau, nhưng rồi một lúc nào đó những con đường chuyển hóa đó nó cũng có những phản ứng tương tự lẫn nhau. Đi từ glyco, fructo, galacto chúng ta đều thấy như vậy. Ha, và bản thân glyco hay con đường chuyển hóa, một con đường chuyển hóa histolymphosphate, một con đường chuyển hóa histolymphosphate, nó cũng có những phản ứng giống nhau nhé. Rồi tiếp tục, trong một chiều hướng khác, vì một lý do gì đó, cái con đường chuyển hóa từ galacto gắn theo một phân hóa tạo thành galacto một phân hóa không diễn ra, thì có một enzyme chúng ta gọi là andoreutase. Thì cái enzyme này nó sẽ làm cái gì? Nó sẽ làm cho phân tử galacto biến đổi thành phân tử galactitol, và cái phân tử này nó gây ra một số bệnh lý liên quan. Đó là gì? Đối với cái nhóm bệnh như galactosina thông thường thì có thể gây ra tình trạng tăng galacto trong máu, hoặc khi tăng quá cao thì nó đào thải qua nước tiểu. Tuy nhiên khi mà chuyển hóa thành galactitol thì galactitol là một cái phân tử nó có tính chất kéo nước từ môi trường xung quanh vào nơi chứa nó với nồng độ cao. Thì nếu mà cơ thể chúng ta, cái người đó tiếp tục sử dụng những chế phẩm có galacto, nó dẫn đến cái lượng galactitol này tăng lên, và khi tăng lên nó đậu ở các mô thần kinh hoặc mô gan, mô thận vân vân, thì nó sẽ gây cái gì?
nước từ các môi trường xung quanh đi vào bên trong tế bào và các cơ quan đó và gây phá hủy tế bào về lâu về dài thì gây những các cơ quan ví dụ tổn thương gan, thận, thần kinh, v.v. Đây là một trong những cái bệnh lý tương đối nguy hiểm đối với một nhóm đối tượng đặc biệt, đó là trở lại từ đầu cái câu này có nhiều lắm. Sữa, khi nói đến sữa là chúng ta nhớ ngay đến trẻ em, rất đúng. Bởi vì sao? Ở những đứa trẻ, nếu các em nào ở đây thì các em còn trẻ, chắc là chưa có con, chủ yếu các em và em và cháu nên cũng không đúng đâu em. Thật sự thì em làm quen đi, đi học đại học không nhất thiết trong lớp các em tất cả bạn bằng tuổi nhau, nắm được không? Thời tôi đi học lớp tôi có người thân tôi tới 6 tuổi. Rồi còn cái năm mà một năm tức là về mặt gọi là gọi y á, đàn em của tôi nhưng mà cái chị đó hơn tôi 10 tuổi, chị đó là bình thường, em nói được không? Thì con nít sinh ra đời nó có biết nói đói không? Nó có biết nói đói không em? Là vì con nít nào mới sinh ra biết nói đói? Nếu mà biết nói là cái là nó bắt đi mục tiêu rồi, đi nghiên cứu rồi. Chính vì vậy nó sinh ra đời thì nếu đó biết nó làm gì? Học, xin lỗi.